huấn luyện viên Mai Đức Chung có hành động khiến người hâm mộ xúc động, tuyển nữ Việt Nam tươi rói tại Đức. Tuyển nữ Việt Nam đã cập bến tại Đức, chuyến bay của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hạ cánh tại sân bay quốc tế Frankfurt rạng sáng ngày 6 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Ngay khi vừa hạ cánh, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự chào đón nhiệt tình từ phía lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt. Ông Lê Quang Long, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, cùng cán bộ lãnh sự quán đã trực tiếp tới sân bay và tạo điều kiện thuận lợi cho đội trong quá trình nhập cảnh. Sau khi hoàn tất các thủ tục, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển về khách sạn nhà hàng Frankfurt Airport West, cách sân bay 15 phút di chuyển bằng xe bus. Đây sẽ là nơi đóng quân của các nữ cầu thủ trong thời gian tập huấn và thi đấu giao hữu tại Đức. Thời tiết tại Frankfurt có nền nhiệt không quá cao, điều này cũng giúp các cầu thủ giảm bớt sự mệt mỏi sau thời gian di chuyển dài. Trước giờ cùng các tuyển thủ nữ Việt Nam lên máy bay sang Đức tập huấn chuẩn bị cho World Cup năm 2023. Hình ảnh bình dị của huấn luyện viên Mai Đức Chung tạo nên những xúc cảm đầy chân quý. Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng sự tận tụy tâm huyết của huấn luyện viên Mai Đức Chung khiến nhiều người phải khâm phục. Trước giờ lên máy bay sang Đức tập huấn, ông Chung tranh thủ ăn gói xôi tạo nên hình ảnh rất xúc động. Nhiều người hâm mộ sau khi chứng kiến thành tích vô địch SEA Games và đưa tuyển nữ Việt Nam vào World Cup năm 2023 đã đưa ra mong muốn tạc tượng vị chiến lược gia 74 tuổi. Trước đây khi huấn luyện viên Mai Đức Chung mang về tấm huy chương vàng lần thứ 5 cho bóng đá nữ nước nhà và cũng là dịp 3 lần liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games, báo giới đã liên tục viết bài với đề xuất mong ông được nhà nước xem xét phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho ông. Lần đó, ông cũng được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất. Chúng ta đều biết sự đóng góp của huấn luyện viên Mai Đức Chung với bóng đá nước nhà là còn có cả đối với bóng đá nam. Tuy nhiên, thành công nổi trội của vị thuyền trưởng ấy chính là bóng đá nữ. Ông là huấn luyện viên trưởng đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam năm 1997, với thành công đầu tiên là huy chương vàng giải tiền SEA Games và huy chương đồng SEA Games cùng năm. Ông cùng đội tuyển giành thêm 2 tấm huy chương vàng SEA Games các năm 2003 và 2005 trước khi nghỉ dẫn dắt đội tuyển nữ trong một thời gian dài, năm 2014 để chuẩn bị cho đội nữ dự ASEAN. VFF lại phải mời ông Chung lên tuyển. Mặc dù lúc đó chúng ta đã có ý định thuê huấn luyện viên nước ngoài cầm lái con thuyền, đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta do ông dẫn dắt tại Á vận hội đã gây chấn động khi lần đầu tiên góp mặt tại bán kết một kỳ ASEAN và giành hạng tư chung cuộc. Nhưng thành công tiếp đó của ông đối với đội tuyển nữ Việt Nam bao gồm 2 tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ tại SEA Games năm 2017 và 2019, cùng một lần vô địch AFF Cup năm 2019. Chỉ tính riêng tại các kỳ SEA Games, ông đã góp công đến 6 trong tổng số 8 huy chương vàng của bóng đá nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, đỉnh cao trong sự nghiệp của ông Mai Đức Chung và với đội tuyển nữ quốc gia lại đến vào đầu năm 2022. Dưới sự dẫn dắt của ông đã xuất sắc giành được tấm vé cuối cùng để đến với World Cup nữ năm 2023. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một đội bóng đá quốc gia Việt Nam nói chung và một đội tuyển nữ nói riêng góp mặt tại một giải đấu thế giới. Đáng nói hơn, thành quả này lại đến khi đội tuyển của ông đã gặp nhiều tổn thất lớn về lực lượng trong giai đoạn trước và xuyên suốt giải đấu bởi những ảnh hưởng của đại dịch. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá nước nhà. Nó sẽ còn rất lâu nữa, đất nước mới có thể có người thứ hai xô đổ kỷ lục nói trên. Hãy thử nhìn ngay trong khu vực Đông Nam Á, bóng đá nữ các nước đều có những tiến bộ nhất định, chứ không có chuyện như trước đây. Không còn mấy ai là đội bóng lót đường. Họ hơn chúng ta là nhiều khi do chủ trương, cho nhập tịch cầu thủ rất bạo tay. Thế cho nên chúng ta mới gặp khó khăn thật sự. Vậy mà vài kỳ SEA Games vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn trụ vững. Thậm chí ngay các nước cho nhập tịch cầu thủ nhiều cũng có phần tỏ ra lúng túng, loay hoay, chưa dám và chưa thể khẳng định đó là hướng đi đúng. Có thể nói huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cống hiến hầu như cả sự nghiệp huấn luyện bóng đá cho bóng đá nữ Việt Nam. Ông đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam từ con số 0 lên đứng đầu cả khu vực và vừa qua ông đã đưa đội nữ vươn lên tầm quốc tế khi chuẩn bị bước ra biển lớn dự World Cup năm 2023. Người hâm mộ bóng đá nước nhà rất mong muốn nhà nước nên có một sự tưởng thưởng thật xứng đáng cho ông. Đó là việc thêm một lần chính thức ghi nhận những đóng góp to lớn của ông, phong tặng ông Mai Đức Chung danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, nên chăng người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng hay biểu thị tình cảm chân quý và cảm phục của mình cùng các mạnh thường quân đóng góp những giọt đồng đúc tượng ông. Chúng ta nên đặt trang trọng tượng ông Mai Đức Chung tại công viên của sân vận động quốc gia Mỹ Đình để mọi người biết và nhớ đến ông. Đó chính là một nét đẹp có văn hóa của người Việt Nam ta, một dân tộc vốn luôn biết tri ân những người có công với đất nước, không kể họ cống hiến ở lĩnh vực nào. Nhà nước có lẽ đã thấu rõ mong muốn của người hâm mộ, có lẽ là đợi sau khi kỳ World Cup này kết thúc, yêu cầu của người hâm mộ về ông Chung sẽ được thực hiện.
Trước mắt ông Nguyễn Đức Chung sẽ là hành trình World Cup nữ năm 2023. Trong lần sang châu Âu này, tuyển nữ Việt Nam sẽ ở lại 3 tuần từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6 tại Frankfurt, Đức, Warsawa, Ba Lan. Trong thời gian tại Đức, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có 3 trận đấu giao hữu với các quân xanh chất lượng gồm câu lạc bộ Eintracht Frankfurt mùng 10 tháng 6 và câu lạc bộ Schalke 15 tháng 6 tại sân vận động Amsterdam. Tâm điểm của đợt tập huấn là trận đấu giao hữu với tuyển nữ Đức lúc 18 giờ 15 phút giờ địa phương ngày 24 tháng 6 tại sân vận động Stadion Am Bibberbach. Xen kẽ giữa các trận đấu tại Đức ngày 17 tháng 6, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung di chuyển tới Warsawa, Ba Lan để tập luyện và thi đấu giao hữu cùng U23 nước Ba Lan vào ngày 19 tháng 6. Sau chuyến tập huấn trên, tuyển nữ Việt Nam di chuyển tới New Zealand tham dự World Cup. Theo lịch thi đấu, Huỳnh Như và các đồng đội gặp Mỹ lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 22 tháng 7, sau đó gặp Bồ Đào Nha 14 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 và Hà Lan 14 giờ ngày 1 tháng 8. Trong khi đó, đội tuyển Nam Việt Nam, huấn luyện viên Châu Dê cũng mới gửi một thông điệp rất đanh thép tới các cầu thủ. Cụ thể, huấn luyện viên Philippe Jorge đã gửi thông điệp rõ ràng, ông chọn người lên tuyển theo phong độ chứ không phải danh tiếng. Tôi chọn họ theo nhiều tiêu chí, tôi tôn trọng những người nhiều kinh nghiệm, vì thế tôi quyết định triệu tập gần như mọi cầu thủ giàu kinh nghiệm, tức là nhóm có nhiều hơn 10 lần khoác áo đội tuyển trong các trận chính thức. Tôi có thể khẳng định nhiều người trong số này không xứng đáng khoác áo tuyển quốc gia nếu xét về phong độ. Tôi cũng có thể chia sẻ là theo đúng các tiêu chí này, Quang Hải chưa thể có tên ở tuyển quốc gia và Công Phượng cũng vậy. Một số tuyển thủ khác đang được thi đấu nhiều ở V-League nhưng cũng không thể hiện tốt, huấn luyện viên Châu Dê chia sẻ trong buổi họp báo trưa ngày 5 tháng 6. Có lẽ đây là một trong số rất ít vị huấn luyện viên của Việt Nam thẳng thắn nói về các ngôi sao như vậy trước truyền thông. Phát biểu trên của ông Châu Dê có thể sẽ khiến nhiều cầu thủ phải thay đổi suy nghĩ về việc mặc định có suất ở đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân người Pháp dường như sẵn sàng để những ngôi sao đứng ngoài cuộc chơi nếu họ đánh mất phong độ. Thay vào đó, ông có thể sẽ trao cơ hội cho những cái tên mới mẻ, khát khao và thể hiện tốt trong màu áo câu lạc bộ. Thông điệp của ông Jorge giống như lời cảnh báo với các công thần dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đồng thời, khơi dậy một cuộc cạnh tranh công bằng với tất cả các cầu thủ muốn đóng góp cho đội tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, phù thủy trắng không ít lần khiến người hâm mộ sưng sờ khi thẳng tay loại những cái tên hàng đầu ra khỏi danh sách của đội tuyển. Nổi tiếng nhất trong số này là trường hợp của huyền thoại bóng đá Nhật Bản Hiroshi Nakata. Với huấn luyện viên Châu Dê, ông luôn đặt tập thể lên hàng đầu và sẵn sàng gạch tên bất kỳ cầu thủ nào nếu không tuân thủ nguyên tắc của mình, dù cho đó có là một siêu sao. Việc nêu tên hai ngôi sao của bóng đá Việt Nam là Quang Hải và Công Phượng là cách để vị chiến lược gia 68 tuổi cho thấy lập trường cứng rắn của mình. Nếu Hải Phượng hay những ngôi sao cũ không đủ nỗ lực, huấn luyện viên Châu Dê khả năng sẽ dùng bàn tay sắt để thiết lập lại trật tự.